Em xin kính chào ban giám khảo, quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Trần Thị Hồng Thắm, chi đội trưởng đến từ chi đội 9B. Em tên là Nguyễn Thị Yến Như, chi đội trưởng đến từ chi đội lớp 9A. Chúc cho ban giám khảo, quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các bạn trong hội thi vui khỏe, chăm ngoan. Chúc cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể hội thi, chúng em là những học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghĩa An, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Chúng em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Gia Lai, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trước khi quyết tâm chinh phục một đỉnh núi, các nhà leo núi phải kiểm tra xem trong ba lô của mình đã đầy đủ những vật dụng cần thiết, hay đã nắm rõ lộ trình cần vượt qua hay chưa. Nếu không, họ có thể gặp thất bại. Trước khi tham gia vào hành trình cuộc sống, bạn cần phải chuẩn bị hành trang cho chính mình. Do đó, dù bạn là ai đi chăng nữa, một khi đã chọn cho mình một con đường để dấn thân, thử thách hay chỉ đơn giản là để trải nghiệm, thì trước khi bắt đầu, bạn cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, đồng thời phải có lòng quyết tâm cao độ, niềm tin và lý tưởng. Trên suốt hành trình, bạn phải luôn nhớ rằng dù có khó khăn cũng không bao giờ được nản chí, và dù có dễ dàng cũng không bao giờ được chủ quan, bởi vì thử thách có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Và trên mỗi chặng đường bạn đi qua, bạn hãy dành ít phút để nhìn lại và suy nghĩ những thất bại và thành công để có cái nhìn sáng suốt về tương lai. Đó giống như bí quyết cho bạn hướng tới tương lai và nhìn lại quá khứ, là hai hành trình được song hành cùng nhau, hướng về phía trước để có động lực, nhìn về phía sau để có nền tảng vững chắc. Nếu bạn cảm thấy nhục chí về những thất bại đã qua, phải chăng là do bạn chưa biết cách tiếp nhận và ứng phó một cách khôn ngoan nhất? Mỗi câu chuyện như một sắc màu là truyền tải một thông điệp khác nhau cho chúng ta cơ hội chiêm nghiệm những cung bậc và sắc màu đa dạng của cuộc sống. Dù là bài ca về tình đôi lứa, nghĩa vợ chồng hay khúc hát về tình mẫu tử, thì những câu chuyện nhỏ này cũng gửi gắm đến ta thông điệp về ý nghĩa và sức mạnh của tình yêu thương. Ở một thời điểm nào đó, khi đang chìm trong màu xám xịt tối tăm của lo lắng, tuyệt vọng, thì chỉ cần một ánh mắt đồng cảm, một nụ cười thân ái hay một cái xiết tay khích lệ cũng đủ để ta đứng thẳng dậy, dũng cảm bước qua những tháng ngày tăm tối, tìm lại ánh dương tươi sáng cho cuộc đời mình. Đấy cũng chính là nội dung của cuốn sách Hạt giống tâm hồn. Hạt giống tâm hồn, cách nghĩ quyết định hướng đi của First New, tổng hợp nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Năm xuất bản năm 2019, cuốn sách được trải dài 152 trang, in trên khổ 13x20.5cm do Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên dịch. Sách được sắp xếp theo các chủ đề, ý chí, nghị lực, giá trị thử thách, thay đổi góc nhìn cuộc sống, bài học chấp nhận, tha thứ, phép màu của yêu thương, cho đi là còn mãi, vượt lên nghịch cảnh, thất bại là điều bình thường, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và chân lý cuộc sống. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện Đừng xem thường một cái móng ngựa. Câu chuyện kể về con ngựa của một người thương gia đang trên đường về nhà. Đột nhiên, móng con ngựa ấy bị rớt đinh, vậy mà ông ấy vẫn tiếp tục đi. Khi nghỉ ngơi giữa đường thì cái móng ấy bị rớt ra, nhưng ông vẫn tiếp tục đi vì cho rằng nó vẫn chịu được. Đi thêm một đoạn, con ngựa bắt đầu bước đi loạn choạng và chảy máu. Lúc ấy, ông mới nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Thế là người thương gia kia phải đi bộ cùng với đống hành lý của mình. Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ học được bài học. Sai sót nhỏ nếu không kịp thời sửa chữa sẽ thành lỗi lầm lớn, không thể khắc phục. Đừng bao giờ bỏ qua những sai lầm nhỏ. Lật những trang tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Tốt nghiệp đại học chưa phải là tất cả. Câu chuyện kể về một người thầy ra 5 câu hỏi cho kỳ thi đại học, nhưng không một bạn học sinh nào làm được. Vậy mà thầy ấy vẫn cho đổi môn vì thầy muốn dạy cho các bạn rằng dù tốt nghiệp đại học, nền tảng kiến thức của bạn vẫn chỉ mới bắt đầu. Đọc cuốn sách Hạt giống tâm hồn giúp mọi người có kế hoạch hành động để tạo dựng thành công và đạt được bất kỳ ước mơ nào mà bạn muốn. Một lối sống lành mạnh hơn, một công việc thú vị hơn, tự do hơn về tiền bạc, cũng như tình cảm, các mối quan hệ chan hòa và có ý nghĩa hơn. Một cơ thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng những hoạt động thư giãn thường xuyên hơn. Cho dù ước mơ đó là sự thay đổi về tiền tài, sức khỏe, các mối quan hệ, sự phát triển tâm linh, giáo dục, du lịch,
giải trí, chính trị hoặc xã hội cũng không quan trọng. Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc hoặc kỹ thuật tương tự nhau để biến ước mơ của mình thành hiện thực ngay tại nhà, trường học hoặc một cộng đồng lớn hơn. Đọc cuốn sách Hạt giống tâm hồn giúp mỗi người có kế hoạch hành động để tạo dựng thành công và đạt được bất kỳ ước mơ nào mà bạn muốn. Một lối sống lành mạnh hơn, một công việc thú vị hơn, tự do hơn về tiền bạc, cũng như tình cảm, các mối quan hệ chan hòa và có ý nghĩa hơn. Một cơ thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng những hoạt động thư giãn thường xuyên hơn. Cho dù ước mơ đó là sự thay đổi về tiền tài, sức khỏe, các mối quan hệ, sự phát triển tâm linh, giáo dục, du lịch, giải trí, chính trị hoặc xã hội cũng không quan trọng. Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc hoặc kỹ thuật tương tự nhau để biến ước mơ của mình thành hiện thực ngay tại nhà, trường học hoặc một cộng đồng lớn hơn. Cuốn sách chúng em đang cầm trên tay là tập hợp những câu chuyện nhỏ với những bài học được đúc kết, rút qua thời gian và những trải nghiệm quý báu của nhiều thế hệ. Các bạn hãy đọc, biết đâu bạn sẽ nhìn thấy phần nào suy nghĩ của mình trong đó. Trong cuộc sống, vẫn còn những người chưa ý thức được việc đọc sách, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân mà chỉ lười biếng, dựa dẫm vào người khác. Những người này sẽ không tiến bộ và cần thay đổi bản thân nếu muốn cuộc sống của mình tốt hơn, tích cực hơn. Phần trình bày của chúng em đến đây là kết thúc. Chúng em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe. Một lần nữa, xin kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.